Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Và như bạn có thể thấy, tôi đang mặc con áo Perry đáng yêu phết. Trong suốt tháng 3 này thì Trùng Cuối đang có ưu đãi cực lớn, cụ thể là mua 2 tặng 1 trong cả tháng. Cùng với đó là Trùng Cuối đã bắt đầu nhận in áo theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi mẫu cho chúng tôi qua Shopee hoặc Fanpage và chúng tôi sẽ in nó trong vòng nhanh nhất là 2 ngày, 20 ngày. Và Trùng Cuối cũng như là Trùng Figure đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo về những ưu đãi mới của chúng tôi. Đây là bộ phim về ông này bị nhện cắn xong đi đánh bố bạn thân và giờ thì quay sang đánh thầy của mình, người nhện hai. Phim bắt đầu với Peter Parker, anh không chạy bộ vì đã có Way, nhưng mà anh không đi về đầu ô tô mà lại đi ra pizza. Bác Ben đã từng nói là sức mạnh càng lớn, lực chiến càng cao, nhưng mà bác chưa bao giờ nói gì liên quan đến giao hàng nhanh. Thế là Peter không giao hàng mà hở ra là đi đu nên bị đuổi việc, buộc anh phải quay lại cái báng lợn chụp ảnh, nhưng mà ông chủ tòa soạn lúc nào cũng dí, về trường thì lại bị ông thầy dí tiếp. Peter chính thức gia nhập đáy xã hội, nhưng thật tuyệt vời khi vẫn còn gia đình. Đúng không? Sao cái gia đình này trông cứ thiếu thiếu người thân nhỉ? Tại vì là mọi người trong gia đình Peter đều đã có thành công riêng. MJ đã có vài vai diễn, Harry thì ngồi im vẫn là người thành công, còn Peter thì vẫn đi chụp ảnh người nhện. Harry kiểu bố tôi coi bạn như con, xong rồi bạn đi chụp ảnh thằng giết bố tôi kiếm tiền. Thế bố bạn có cho tôi tiền nhà không? Chụp ảnh thằng giết bố bạn thì có đấy. Nhà của dì May thì đang sắp bị tịch thu đến nơi, Peter cũng không có tiền cho dì mà còn phải để dì trợ cấp cho, xong đến tiền nhà cũng không có mà trả. Chủ nhà có cô con gái trông hơi gầy tí nhưng mà cua được thì đỡ tiền nhà ngay. Nhưng mà chữ S trong Spider-Man nghĩa là Sim nên là MJ Forever. Peter hiện tại vừa nghèo lại còn rách. Bù lại cho hôm nay thì anh được Harry dẫn đến gặp giáo sư Otto, idol của Peter, Tesla thời hiện đại với ước mơ là sút mấy nhà máy điện ra chuồng gà bằng cách tạo ra một cục pin vĩnh cửu để đá liên tục vào mồm mấy ông tư bản. Sau một vài cuộc nói chuyện liên quan đến khoa học mà tôi với bạn đều không cần hiểu, Peter ra về để xem vở kịch khó khăn lắm MJ mới được tham gia. Nhưng anh lại vướng vào một cụ cướp và khiến cái cần câu cơm duy nhất của anh bị hỏng mất. Cướp đã bắt xong nhưng mà kịch cũng đã hết. Peter vừa không được xem MJ diễn, vừa phải nhìn cô ôm hôn thằng khác. Peter what? Chạy vào ngõ cởi đồ bắt cướp giải sầu. Nhưng mà anh không xuất tơ được nữa. Sinh lý của Peter gặp vấn đề và chúng ta có chân lý mới của người nhện. NTR càng mạnh, sức mạnh càng yếu. Peter đành ngậm ngùi lôi con Wave ra về. Hôm nay coi như là cướp được thoải mái lộng hành. Mấy ngày sau Peter buồn suốt, đầu lúc nào cũng nghĩ về MJ, gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không đọc, nói mình là người nhện luôn cho nó cẩn thận, nhưng mà vẫn không nhận được cú xin nào từ MJ. Peter chả biết làm nào, thế là đến chỗ của Otto. Thì không liên quan, nhưng mà hôm nay ông sẽ chế cục pin với sự giúp đỡ của bốn nhân vật chính trong hentai được trang bị chat GPT. Thế nếu nó không nghe lời ông thì sao? Thôi không, tôi có con chip điều khiển này. Này, nếu ông không điều khiển được thì sao không làm bốn cánh tay không có trí tuệ nhân tạo cho nó dễ? Nhưng mà nghe nó ngầu hơn. Thí nghiệm được tiến hành và thành công. Trong việc không thành công, cục pin vừa tiến hóa thành một bà đồng nát và thứ duy nhất nó không thu gom là bốn cánh tay này. Tại sao thì tôi không biết, chắc là đồ nhựa. Peter xuất hiện và bị Otto quất cho một phát bởi vì không ai được chạm vào My Precious. Nhưng mà vợ ông đứng cạnh thì chạm thoải mái và thế là vợ Otto ra đi. Lúc này ông quay ra nhìn và quay ra nhìn nên là con chip điều khiển bị hỏng làm tê liệt Otto. Peter nhân lúc phá cục pin và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chỉ vợ của Otto không hạnh phúc lắm và tiền của Harry. Không muốn vợ mình ra đi vô ích, Otto tỉnh dậy ngay sau đó với bốn cánh tay tự điều khiển. Otto chỉ làm cái giá đỡ cho chúng nó thao túng tâm lý. Thực ra là không phải do vợ ông chết nên ông như thế, mà tôi chỉ bịa ra nghe cho drama thôi. Otto sau đó trốn ra bờ sông và bị mấy cánh tay dúi vào đầu ý định làm cục pin khác. Để làm điều đó và cũng như là mua thêm áo của Trùng Cuối mặc cho sang, vì chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi trong tháng 2 này cũng như là đầu tháng 3, mua được tặng cả móc khóa với tặng tranh các thứ đấy. Thì Otto cần tiền, và thế là cần tiền thì ông đến ngân hàng. Nhưng bạn có nghĩ Otto đến đây để xin vay thế chấp không? Không. Tôi nghĩ là có, cho đến khi ông xòe bốn cái xúc tu ra, ngoe nguẩy quấy rối nhân viên ngân hàng. Peter và dì May thì tình cờ đang ở đây cố xin sò để vớt vát lại ngôi nhà. Otto chậm chán Peter lần nữa và chào mừng các bạn đến với chương trình Dì ơi mình đi đâu thế. Peter cứu được dì May nhưng mà Otto chuồn mất cùng với số tiền cướp được. Ông đi đâu thì chưa rõ, nhưng mà giờ thì Peter đang đi với chủ tòa soạn đến chụp ảnh cho con trai ông, cũng chính là người đang hẹn hò với MJ. Peter lại uất nên là tìm ra chỗ MJ nói chuyện. Nhưng mà khi phụ nữ sai thì là lúc đàn ông không đúng. Nên là Peter không nói được gì với MJ. Anh đi vào trong thì thấy cô nhận lời kết hôn với ông kia. Peter what, và lại đi đu tơ giải sầu. Lần này cũng không xuất được tơ luôn và không leo trèo được nữa. Sức mạnh của anh được đi đóng phim mất tích. Peter xoay sở bằng cách đi gặp bác sĩ tâm lý. Ông bác sĩ không chữa được gì, nhưng mà được cái là làm bác Ben tạm thời giải thích tâm lý cho Peter. Sau đó Peter về nhà và mơ về chú Ben thật.
Chú Ben nói là làm người bình thường thì cũng chả sao cả, mày không cần làm người nhện đâu. Thế là Peter theo lời chú làm, quay lại làm một thằng nớt. Nhưng mà làm nớt cũng có cái vui của nó, không cần phải lo đuổi bắt cướp, cảnh sát cũng không bị đá mất chén cơm. Peter có thể tập trung học hành, chăm đi xem kịch MJ, mong một ngày cô sẽ xoay tâm chuyển ý. Nhưng mà MJ vẫn cho Peter vào friendzone, thì tức là vấn đề không nằm ở bạn có phải người nhện hay không, mà là nằm ở việc bạn trước đây có đi xem kịch hay không. Phim này nó thế. Tin tức Spider-Man nghỉ hưu cũng đã lan rộng, tội phạm ngày càng gia tăng, họ cần một Spider-Man chứ không phải ông này. Nhưng mà Spider-Man thì không cần họ, mà cần tìm lại cuộc đời mình, làm nhiều điều trước đây mình đã bỏ quên, thăm mộ chú Ben, tâm sự cùng dì May, cảm nhận hương vị tình thân. Nhưng mà dòng máu mờ trong anh vẫn còn đấy, anh không thể kệ người dân mãi, vì bọn này chỉ biết đứng mà hét chứ không biết làm cái mẹ gì đâu. Cái gì cũng phải đến tay Peter. Anh giúp giải cứu một gia đình khỏi đám cháy, và cảm giác cứu người khiến Peter suy nghĩ là hay lại đi đu tơ phát nữa nhỉ. Về nhà được dì May bồi cho mấy câu triết lý của bên kịch nữa, nên là Peter quyết tâm lấy lại sức mạnh. Và anh đổi lại được một vé đi khám lưng tại viện 108. Hôm sau Peter đi gặp MJ, cô đang buồn sau khi chồng sắp cưới lại sắp đi công tác. Nhưng một mình NTR chống lại Peter thôi là chưa đủ, vì tiến sĩ Otto lại đến và ông đòi Peter tung tích của người nhện, vì Harry đã có giao kèo với Otto. You give Spider-Man, you receive cái để chế cục pin. Chắc tành chốt đơn, và chúng ta có cảnh Otto quăng quật Peter và bắt MJ đi. Thấy người yêu bị bắt thì Peter nảy số, lấy lại sức mạnh, và người vui nhất chắc là mấy ông kênh 14, tại vì không có người nhện thì chắc nhà báo chết đói. Peter đối đầu với Otto trên một con tàu không chịu dừng lại. Anh bỏ qua Otto để dừng con tàu bằng cách trông cực kỳ đau chân và đau tay và đau tai, tại vì thằng ấy gào to vãi trưởng. Cái đoàn tàu kia dừng lại. Còn hai ta bước muốn bắt cậu ấy thì ông phải bước qua tôi. Well, bọn tôi cũng không thân đến thế. Otto đưa Peter đến chỗ Harry và ôm đồ đi mất, để lại Peter lạnh lẽo bên căn phòng vắng. Harry đột mặt nạ và đó là ý tôi là Peter. Harry bàng hoàng, thì ra thằng bạn mình có siêu sức mạnh đu nhảy các thứ. À xong nó giết bố mình nữa. Thôi khóc xong rồi thôi, nhưng mà MJ bị bắt rồi. Thằng chó mày giết bố tao. Nhưng bố mày không bị bắt, còn MJ bị bắt. Địa chỉ ở đâu? Thế là Peter biết Otto ở bờ sông, chỗ ông này đang chế cục pin. Và lần này thí nghiệm thành công. Trong việc tiếp tục không thành công, nó lại tiến hóa thành bà đồng nát. Otto và Peter đánh nhau hồi lâu, lâu đến mức Otto nhận ra là bà đồng nát kia đang hủy diệt thành phố. Và thế là ông quyết định tắt cục pin. Nhưng mà tắt như nào? Ai biết? Thì tôi không biết. Thế là Otto ôm cục pin nhảy xuống sông, trận chiến chấm dứt. Peter trở về thổ lộ toàn bộ tình cảm với MJ. Cũng như là người rơi không thể có bố mẹ thì người nhận không thể có người yêu. MJ nghe thì biết thế, nhưng mà cô không thích ở giá, không yêu thôi, bố mình yêu thằng khác. Peter lại bị NTR. Nhưng mà đến hôm sau, MJ đã chọn con tim, chấp nhận cuộc sống nhiều nguy hiểm và nghèo vãi cả trường. Cô chạy đến bên Peter, chấp nhận mọi hiểm nguy để được ở bên anh. Còn Harry thì được ông bố báo mộng, nhưng mà không cho con đề nào, mà là cho anh xem một kho vũ khí đủ để đi đấm vào mồm người nhện. Nhưng mà thôi, phim kết thúc ở đây, tại vì Sam Raimi có hợp đồng làm trilogy và ông ta thực sự cần phải đóng tiền nhà. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.